Đây, bữa nay theo con mấy con đi mua phát điện của Ý nè. Ý là còn 8 ký rưỡi, 13 ký và 15 ký. Đây quay thử con 10 giờ. 15 ký là 3 pha nha. 15 ký 3 pha. Đây. 3 pha là 380 V, 380 V nha. 50 hạt là điện gia đình bình thường. Rồi, một phút để ý hãy gấp nguyên bộ hoàn chỉnh cho con, đâu có là gấp chỉnh chỉnh chưa, nó gấp nguyên bộ hoàn chỉnh mà con. Đây đây gấp nguyên bộ nè, con mua đi mua bán mua, còn mua bộ là bộ có sẵn anh không, gấp nguyên bộ đó. Máy có đề thì con mua, không có đề không đề thôi, tùy theo máy mà con thích chọn. Còn đó là hiện tại còn là 8 ký rưỡi, 13 ký và 15 ký, còn mấy mẫu thôi. Con nào có nhu cầu luôn nè, 0886356707.